Em đầu tiên của buổi ngày hôm nay các bạn. Chắc chắn đây em chui, khỏe lắm. Em đầu tiên của buổi ngày hôm nay các bạn. Chắc chắn đây em chui, khỏe lắm. À chép. Chép được các bạn. Cần này. Công tít. Để em chép khá to. Bắt đi nào các bạn nhé. Bắt đã. Ồ. Chép được chắc tầm khoảng 4-5 lạng các bạn. Không quay luôn, giật cho các bạn xem. Đóng chắc phết. Nếu không anh đóng chắc phết. Chép. Chép. Tưởng được trôi nhưng không phải. Đúng rồi. Cho nhìn người nó dài dài. Con chép à? Chắc được tầm khoảng 3 lạng, 3-4 lạng. Vâng. Lúc đầu cho tưởng cá trôi kìa. Nhìn đi cá trôi luôn. Xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh. Hôm nay dẫn các bác đến cái một chỗ ngồi mới. Cũng ở một cái khúc sông thuộc cái chỗ đập đống, công đống này. Bữa trước em ngồi bên kia. Bữa trước em ngồi bên đằng cái cây cái si này. Hôm nay em ngồi ra đằng sau cái quán quán bán đồ ăn của ông anh ngay bên cạnh. Ông anh ở trong An Lao. Đây khúc sông Phi Thắng kia các bác. Trên kia là có một cái nhà làm nấy úp. Nấy úp tận trên kia, chắc các bác không nhìn thấy, khó nhìn lắm. Làm cho bụi chè đấy. Nấy úp ở đấy. Vừa rồi thì mới lên được em có chép các bác. Nuôi chưa chuẩn bị cái gì nó đã tự nhiên nó bán ăn. Thì em cá chép tầm khoảng 4-5 lạng ấy. Phê phết dòng cần này sướng. Nói mắt rồi các bạn. Cảm giác phê pha. Bây giờ bắt đầu ngồi trực kia các bác nhé. Không thấy có tim nên mà có cá chép. Khả năng tí nữa có được con trôi nữa ở phê. Để con chấm nữa còn phê nữa các bạn. Thôi bây giờ câu nhé. Có gì em sẽ ghi hình gửi đến các bác. Bác nào yêu quý kênh đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nhé. Ở đây là một cái khúc sông các bác nhé, chứ không phải là ao hồ gì. Quay một đoạn dài các bác có thể nhìn thấy. Đây là một khúc sông rất là dài. Vào đây quay nó rõ nét hơn. Nhiều bác kêu em câu ao hồ. Thực ra ở chỗ em không có hồ đâu. Không có hồ dịch vụ. Phải đi xa, rất xa với có hồ dịch vụ. Nó dạng cũng dạng như kiểu cá sộp ấy.
rồi các những người về cái gan giết của mình ít hẳn, cũng dần dần là sau này khả năng dễ tuyệt chủng. Còn dễ sau này dễ tuyệt chủng. Ai người ta đi làm với ông đi. Nợ thợ toàn mấy chục cái cả trăm công. Bây giờ nợ như thế, bây giờ là sao, bỏ nó đi chưa? Bố bảo sao đi chưa? Đi chưa? Đi công ty hết rồi. Đi công ty hết rồi. Có linh nữa. Đúng rồi. Đấy, nó cái tiến đường ở đây. Đi ra một gai rồi đấy. Cho đấy thì em lại thì em bọn em nhìn sẽ đi ra đấy suốt. Đấy thì của anh giáp công ty có 6 cây mà nó ở chỗ gần đường đi qua đò đi thử ấy. Giờ không mua được. Ông đây hành vật liệu ấy. Đấy, cứ làm mẹ được. Đúng rồi, nó nặng, nó sâu rồi. Định hướng nhà tầm nhìn khoảng 5 năm nữa là quê mình hết sạch cá, cứ yên tâm. Giờ muốn làm nghề câu không được. Cá đâu mà nghề. Ngày xưa nhiều cá thì câu còn kiếm ăn, như là không có cá như này thì câu. Làm hàng đất thì lấy rồi. Đất mình đi kiếm đất. Đất thì còn đi có chiếc em đất xuống đất mình. Cộng nước cần không lên nổi. Bịch phân mất luôn. Phải chiếc em đất hắn lên nước cũng là 1.5. Đấy, Linh anh là Linh 1.1. Ừ, 1.2. Thế thì hôm nay em đi chơi này này. Ừ. Này, chơi bài giấm nào. Chưa chắc nhưng mà chắc của anh ấy. Đã to rồi. Vâng. Sao anh đang quan trọng chơi rồi. Cân thật đấy là... Đâu hết rồi? Ừ. Dưới trong đây. Có đâu?
quá. Để đưa con nữa đây. Chú được con nào chưa? Để con về với con Nhiên. Hai con biết. Chú này điểm lên em. Hai con Nhiên. Chú này câu thích rồi. Hai em cầu sắt nào ngồi nói chuyện nó vui. Đi với ông kia chạy tiếp từ xa mà vậy ăn. Đúng không? Vừa rồi nhóc đâu. Hai em cứ đứng ở giữa cửa con. Ai chơi cái đó đấy? Không, không ai được. Không quan trọng đâu. Ba ở trên cửa sắt. Không.